Kính mời các đồng chí và các bạn theo dõi chương mục truyền hình Vì an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương mục tuần này gồm những nội dung đáng chú ý sau: phóng sự khẩn trương truy vết, phong tỏa, phòng chống dịch. Phần cuối là ghi nhận về công tác chuẩn bị bảo đảm cho những người đang bị tạm giam, tạm giữ được tham gia bầu cử theo quy định. Còn bây giờ là phần tin phản ánh về hoạt động của lực lượng công an toàn tỉnh trong tuần qua. Ngày 11 tháng 5, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Nam Đông. Tại hai xã Hương Sơn và Thường Long, sau khi nghe Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 trình bày chương trình hành động, trong đó sẽ tập trung thực hiện 5 vấn đề quan trọng trên tất cả các lĩnh vực đang được người dân quan tâm. Cử tri tham dự hội nghị đều đánh giá rất cao nội dung mà đồng chí đã phát biểu, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng công an tỉnh đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Cử tri cũng mong muốn thời gian tới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục quan tâm đến sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện Nam Đông, có nhiều việc làm, hoạt động thật thiết thực, ý nghĩa, xứng đáng là người đại biểu cho nguyện vọng, ý chí của người dân mà cử tri đã gửi gắm. Cùng trong thời gian tiếp xúc cử tri, đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn đã đến kiểm tra công tác tại Công an xã Hương Sơn, Công an xã Thường Long và hai chốt phòng chống dịch bệnh trên tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan. Tại các điểm làm việc, đồng chí Giám đốc đã trực tiếp kiểm tra quy trình, phương pháp, nội dung, cách thức tiến hành các bước trong công tác kiểm tra phòng chống dịch, đồng thời thăm hỏi động viên, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực vượt bậc của các lực lượng làm nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, không lơ là, mất cảnh giác, xứng đáng là những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ toàn diện cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt, công an các xã, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày 11 tháng 5, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp triển khai các phương án phòng chống dịch COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương gấp rút phối hợp thành lập thêm các tổ chốt kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện. Mọi trường hợp từ địa phương khác đến Huế đều phải đảm bảo khai báo y tế theo đúng quy định. Lực lượng công an các xã, phường, thị trấn phải nắm đầy đủ thông tin nhân hộ khẩu của công dân trên địa bàn, đặc biệt là các trường hợp trở về từ các vùng có dịch, để báo cáo lên phương án cách ly xử lý kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh sân bay, lực lượng làm nhiệm vụ tại các nhà ga, bến xe để nắm thông tin và tình trạng sức khỏe của các hành khách đến Huế. Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu các cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ cần phải nêu cao tinh thần chủ động phòng ngừa đúng như hướng dẫn của Bộ Y tế, như sử dụng khẩu trang, găng tay, nước rửa tay sát khuẩn trong quá trình làm việc, tiếp xúc với công dân. Công an tỉnh cũng đã tiến hành phun thuốc tiêu trùng khử độc tại các trụ sở, doanh trại, địa điểm tiếp công dân, cũng như chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng các phương tiện, vật tư hỗ trợ cho toàn lực lượng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các đồng chí, trong những ngày này, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế diễn biến khá phức tạp. Lực lượng công an toàn tỉnh đang tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương truy vết, xác định F1, F2 và F3 để tiến hành các biện pháp cách ly phòng dịch theo quy định. Hiện một số nơi đã bị phong tỏa cách ly tạm thời. Thưa quý vị và các đồng chí, phía sau lưng tôi đây là con đường chính dẫn vào địa phận xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi đã ghi nhận những ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Và từ 10 giờ sáng ngày 9 tháng 5 thì xã Phong Hiền đã được khoanh vùng cách ly và phong tỏa tạm thời. Hiện nay thì các lực lượng chức năng đã tiến hành chốt chặn ở trên tất cả các tuyến đường dẫn vào địa phận xã để kiểm soát người và phương tiện, ngăn cho không cho người và phương tiện ra vào địa bàn xã để phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Đường vào xã Phong Hiền có 8 con đường chính đã được lực lượng chức năng thành lập 8 chốt kiểm soát. Các đường tiểu ngạch thì được ngăn chặn hoàn toàn bằng cách đổ đất đá, lập rào cố định. Ngoài trừ một số người và phương tiện công vụ như đưa người đi cách ly, phun thuốc khử khuẩn thì tất cả người, phương tiện khác đều không được ra vào xã. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Một số trường hợp giao nhận hàng hóa từ nơi khác gửi đến đều phải được qua chốt kiểm soát chặt chẽ. Ngày đầu tiên
lập chốt ở khu vực này thì mọi người dân đều trước tiên sẽ còn bỡ ngỡ. Thì cái hình thức là giao nhận hàng thì đang tạo điều kiện cho người dân ở đây một cách tốt nhất, là để thứ nhất là chuẩn bị cho nhiều nhu phẩm để phục vụ cho cuộc sống của họ trong thời gian bị cách ly. Còn tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, sau khi xác nhận một trường hợp F0 tại xã, lực lượng công an xã gấp rút cùng chính quyền địa phương xác minh lịch trình di chuyển của đối tượng, tiến hành khoanh vùng, xác định F1, F2 và F3 có liên quan để báo cáo với ban chỉ đạo phòng chống dịch có phương án cách ly phù hợp, đồng thời tuyên truyền để người dân chủ động phối hợp thực hiện các biện pháp phòng dịch, tránh gây hoang mang, lo lắng. Hiện nay, hai thôn Phước Lộc và Phước An của xã Lộc Tiến đã bị phong tỏa cách ly kịp thời. Tại 6 chốt này thì chúng tôi đã huy động tổng lực các lực lượng dân quân, công an viên, đoàn thanh niên, y tế thôn bản, cán bộ ủy ban và chủ lực là lực lượng công an huyện, tăng cường công an xã và các đồng chí ở huyện đội để đảm bảo tốt cái việc là ngăn chặn những người từ vùng có dịch ra khỏi địa bàn và những người không có nhiệm vụ vào vùng có dịch. Sau khi phong tỏa, người dân ở thôn Phước Lộc, Phước An ở xã Lộc Tiến và các thôn của xã Phong Hiền đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp giãn cách, cách ly. Các cửa hàng, quán ăn, quán cà phê, cơ sở kinh doanh trong khu phong tỏa đều đóng kín cửa. Người dân hạn chế ra đường và tuân thủ quy định không tụ tập đông người. Về công tác đảm bảo lương thực thực phẩm cho bà con trong vùng cách ly, thì ban xã đã phân công nhiệm vụ và các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn cùng với các ban ngành đoàn thể trong hai thôn đó, Phước Lộc và Phước An là tiến hành là cho những đăng ký về lương thực thực phẩm. Sau đó thì cùng phối hợp với các lực lượng bên ngoài để chuyển đến cho nhân dân các nhu cầu lương thực thực phẩm cần thiết, đảm bảo cho nhân dân ổn định cuộc sống. Huyện Phong Điền và huyện Phú Lộc là hai địa phương nằm ở cửa ngõ phía Bắc và phía Nam của tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngay khi trên địa bàn huyện ghi nhận các trường hợp F0, lực lượng công an đã nhanh chóng khoanh vùng, truy vết, thành lập các chốt kiểm soát trên tuyến quốc lộ và các tuyến đường liên thôn, liên xã tại những địa bàn giáp ranh với hai tỉnh Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng, đồng thời triển khai nhanh, quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống dịch. Sau khi mà có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trên địa bàn, thì lực lượng công an huyện đã phối hợp với các lực lượng phòng chống dịch khác của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền tiến hành lập 8 chốt giáp ranh với tỉnh Quảng Trị nhằm kiểm soát cái lượng người qua lại giữa hai địa bàn và ngăn không để dịch bệnh lây lan. Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên địa bàn, hiện nay tỉnh Thừa Thiên Huế đã áp dụng các biện pháp kiểm soát, dừng hoạt động các tuyến vận tải khách đi đến địa bàn các huyện Phong Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, dừng các hoạt động trung chuyển người và phương tiện qua hầm đường bộ Hải Vân. Đồng thời tất cả người dân từ các địa phương khác đến địa bàn tỉnh đều phải khai báo y tế theo đúng quy định. Lực lượng công an toàn tỉnh đang phối hợp với các lực lượng khác căng mình triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, góp phần ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn. Sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 12 tháng 5, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị vừa tổng đạt quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Các đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Đình Hùng, sinh năm 1984, trú tại thành phố Hải Phòng, và Đặng Văn Thành, sinh năm 1995, trú tại tỉnh Khánh Hòa. Theo hồ sơ điều tra, cuối tháng 1 năm 2021, Hùng và Thành đã cấu kết với 4 đối tượng đã bị bắt giữ trước đó để tổ chức cho Li Jinkai, quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Để qua mặt lực lượng chức năng, sau khi nhận người từ Trung Quốc, chúng đã tách nhỏ các đối tượng và chia ra nhiều chặng đường khác nhau, dùng xe ô tô có biển số của địa phương hoặc vùng lân cận để đưa đón người, sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả, bố trí người Việt Nam đi kèm. Trên đường đi, chúng bố trí xe đi trước cảnh giới, theo dõi quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông để tìm cách đối phó, trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Với phương thức thủ đoạn này, các đối tượng đã tổ chức trót lọt nhiều đợt vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Ngày 12 tháng 5, Công an phường Tây Lộc, thành phố Huế cho biết vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ nhóm thanh niên tụ tập sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Quốc, Lê Phan Quốc Tú, Nguyễn Quý Tiến, Lê Phan Quốc Tuấn, Nguyễn Anh Quốc, Nguyễn Thái Bảo, Đặng Ngọc Trí và Nguyễn Thanh Nhật Khánh, tất cả cùng trú tại địa bàn thành phố Huế. Trước đó vào tối ngày 4 tháng 5, các đối tượng đã cầm theo hung khí tụ tập tại số 8/146 đường Trần Quốc Toàn để giải quyết mâu thuẫn. Lực lượng công an đã thu giữ được hai cây đao tự chế dài 2m và một cây kiếm dài 0,8m. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa các đồng chí và các bạn, những người đang bị tạm giam, tạm giữ để phục vụ công tác điều tra hoặc chờ ngày xét xử bị hạn chế một số quyền cơ bản, nhưng họ vẫn có quyền công dân, do đó vẫn được tham gia bầu cử. Thực hiện quy định luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực hoàn tất công tác chuẩn bị để bảo đảm những người đang bị tạm giam, tạm giữ được tham gia bầu cử theo quy định. Ghi nhận của phóng viên truyền hình An ninh Thừa Thiên Huế. 17 giờ mỗi ngày, tại trại tạm giam Công an tỉnh, qua tiếng loa truyền thanh, các nội dung về luật bầu cử, tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được tuyên truyền đến các cử tri đặc biệt đang bị tạm giam, tạm giữ nhưng vẫn có quyền công dân được tham gia bầu cử. Trại tạm giam Công an tỉnh có khoảng 250 bị can được đưa vào danh sách cử tri để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Ngay sau khi tiếp nhận chủ trương về công tác bầu cử cho những người bị tạm giữ, tạm giam, Ban giám thị đã tiến hành thành lập tổ bầu cử để phân công, bố trí nhiệm vụ cụ thể, tiến hành trang trí điểm bầu cử, niêm yết danh sách cử tri, danh sách tiểu sử của các ứng cử viên. Một trong những phần việc được Ban giám thị trại tạm giam chú trọng đó là làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến luật bầu cử, các nội dung, quy chế, hoạt động bầu cử, qua đó đảm bảo quyền lợi của cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Thời gian vừa qua là từ khi là có bầu cử Quốc hội thì quan giáo ở đây là đều hàng ngày đều vô tuyên truyền các cái chế độ nhiệm vụ và quyền lợi của một người. Mà mặc dù tôi là một người phạm nhưng có cái là được sự quan tâm của cán bộ nên và giờ sự quản lý của đảng nhà nước nên thật là vẫn giữ cho tôi. Thì những cái đó thì chúng tôi cũng là được người vẫn còn được cái quyền công dân thì chúng tôi cũng rất là vinh dự được tham vào và đóng góp những cái ý kiến tốt của những thành viên ưu tú của đảng và nhà nước cũng đã đề ra. Thì trước ngày bầu cử trước 24 giờ chúng tôi chụp lại danh sách và lấy danh sách cử tri và sau đó tổ chức bầu và cũng có nhiều phương án đặt ra. Đối với những khu A thì chúng tôi sẽ vì trường hợp này là không thể ra ngoài được, chúng tôi sẽ phối hợp phương Tây đem thùng phiếu vào bầu tại buồng. Còn những trường hợp mà khu B ở giám thị khu B thì đã xảy sự xong mà bản chức có hiệu lực đó, chúng tôi sẽ tổ chức cho ra từng buồng để bầu cử theo quy định, ra hội trường để bầu cử. Tại nhà tạm giữ Công an thành phố Huế và các nhà tạm giữ Công an các đơn vị địa phương, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử cũng được tiến hành khẩn trương, đúng quy định. Các tổ bầu cử phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức trang hoàng điểm niêm yết danh sách cử tri ngay trong khu vực giam giữ, tổ chức công tác tuyên truyền luật bầu cử, các nội dung hướng dẫn bầu cử. Do đặc thù là đơn vị có số lượng người bị tạm giam, tạm giữ biến động theo từng ngày, ý thức chấp hành pháp luật, trình độ văn hóa, học vấn của các đối tượng không đồng đều. Dù vậy, với tinh thần trách nhiệm cao, những người làm công tác bầu cử tại các trại tạm giam, tạm giữ đang nỗ lực để vừa đảm bảo tất cả các bị can được hưởng quyền lợi chính đáng, vừa góp phần vào thắng lợi chung của cuộc bầu cử. Vào ngày 23 tháng 5 tới đây, thì được cái chỉ cho phép thì chúng tôi cũng tiến hành bầu cử và tổ bầu cử sẽ đem vào cái tấm phiếu di động đến từng buồng tạm giam, buồng tạm giữ, đưa phiếu cử tri, phát phiếu cử tri và từng cử tri người bị tạm giam, tạm giữ sẽ bỏ phiếu vào thùng phiếu di động mà tổ bầu cử đang tới. Và cũng trong thời gian tới thì nhằm cái ngăn ngừa cái phòng chống dịch bệnh COVID, chúng tôi đã cùng bố trí rửa tay sạch khuẩn
cũng như là đo thân nhiệt theo cái tiêu chuẩn 5K mà chính phủ đã đề ra để đảm bảo công tác phòng chống Covid cũng như công tác bầu cử trong thời gian tới được tiến hành thuận lợi và thành công. Với sự chuẩn bị chú đáo và chấp hành nghiêm quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, thời gian tới, những người đang bị tạm giữ, tạm giam sẽ được thực hiện đầy đủ quyền lợi về bầu cử. Việc cho các đối tượng bị tạm giam, tạm giữ bỏ lá phiếu bầu trong ngày hội toàn dân thể hiện quyền con người, quyền công dân một cách đầy đủ theo đúng tinh thần của hiến pháp quy định. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương mục truyền hình Vì An ninh Tổ quốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương mục phát sóng vào lúc 20 giờ 20 phút ngày thứ năm và được phát lại vào lúc 11 giờ 50 phút ngày chủ nhật, 8 giờ 30 phút sáng thứ hai hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế. Cảm ơn quý vị, các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.